Xin chào mọi người. Đã lâu rồi không gặp. Hôm nay là live số 75. À 71 chứ. 71 các tiếp ở trong cuộc sống. Để Biên chia sẻ vào nhóm. Rồi mình sẽ bắt đầu. Chào em Cát Tường, Cát Huỳnh Hương chứ. Cát Huỳnh Hương. Ngọc Bích, Nguyễn Ly Ly, Thúy Từ. Chào các em. Các chị mà xin em Mỹ Trinh ha. À, cái tên Mỹ Trinh nghe quen nha. Hình như Mỹ Trinh mới tư vấn hôm qua, phải không ta? Chắc vậy quá. Cái tên nghe quen quá. Hình như mới tư vấn trong lớp coaching tối hôm qua đó. Phải không em? Chào Ngọc Anh. Tháng 9 này gặp Ngọc Anh rồi. À đúng rồi, ok, chào em Mỹ Trinh. Là cái bạn tối hôm qua tư vấn 2K. Có bạn nào share vào cái nhóm ươm mầm hạnh phúc giùm chị với? Ươm mầm hạnh phúc. Hôm nay chị đẹp quá. Rồi tháng 9 ngày 14 hả? Thứ bảy mình đã đặt khách sạn rồi. Khách sạn đó là khách sạn Sài Gòn ở đường gì ta, Đồng Khởi. Bạn nào tham gia? Bạn nào tham gia các bạn nói tham gia đi. Phí thì mình sẽ tính toán ở mức thấp nhất cho các bạn có thể, để các bạn có thể tham gia. Tại vì mà khi mà mình đặt khách sạn, người ta hỏi mình là làm từ tới trưa 12 giờ hay là làm nguyên ngày. Thì làm tới 12 giờ chắc ký sách xong đã hết giờ rồi. Cho nên mình book nguyên ngày. Mà book nguyên ngày thì phải ăn trưa, phải book khách sạn cái suất buổi trưa. Mà nếu book suất buổi trưa có nghĩa là cái giá thành nó phải tăng. Thật ra là 200 bạn dư sức chịu bao được á. Nhưng mà thôi, phải để cho các bạn muốn đóng phí thì đóng bao nhiêu cũng được, để chị sẽ họp lại với cái đội nhóm của chị coi. Còn về mà bao 200 bạn ở Sài Gòn là dư sức. Có bạn trong TikTok nói em giàu mà, em là công chúa mà. Mắc cười quá. Em lấy tiền gì đó mà mắc cười lắm. Ok, thì bạn nào tham gia thì bấm tham gia đi, để cho cái chị đếm coi bao nhiêu người tham gia. Thì cái đó là ngày 17, thứ bảy, ngày 14 tháng 9. Các bạn nhớ giữ cái ngày save the date á. Rồi mình sẽ gặp ở đó nguyên ngày. Mình chưa biết cái chương trình thì nó đang hình thành. Cái chương trình nó đang hình thành. Thật ra mình đi đâu á, mình ít khi chụp hình, mình ít khi gặp người lắm. Mình cứ mình đánh du kích, mình đi chơi à. Đợt này hình như trốn không có được, cho nên là phải show up. Về Việt Nam tháng 9 em. Về Việt Nam tháng 9 sẽ tổ chức họp mặt các bạn và ký tên sách. Những cái bạn có sách rồi thì đem sách tới cho mình ký tên. Còn những bạn nào mua sách thì mình cũng ký tên. Cuốn sách này á, là đợt này là tái bản rồi, để in thêm, để ngày đó lỡ có nhiều người mua còn có sách.
Đúng rồi, thì là trong khách sạn Sài Gòn là đường Đồng Khởi. À, thì các bạn ngày đó cứ tới đó là gặp ha. Nếu mà không có tiền thì tới cửa thì nói chị Biên ơi, không có tiền là vô được hết á, không cần phải mua vé. Càng đông càng vui, ở nhà bới xôi đi cũng được nữa. À, bới xôi đi rồi trưa tới ngồi ăn rồi gặp chị Biên rồi đi về. Tại trong khách sạn thì thế nào nó cũng có bãi gửi xe đó, cho nên bạn nào mà không có tiền mà muốn đi á, là đều được đi được hết ha, có thể đăng ký trước với nhóm á. Cứ nói chị Biên ơi em sinh viên em không có tiền, thì tới đó mình gặp nhau, mà đâu có phải gặp mình đâu, hình như có Vũ về á, Vũ Lê rồi các coach ở bên Mỹ có thể về, Vũ là xin rồi đó, rồi các coach ở Việt Nam như là Bình hay Hằng hay là Nguyên, các bạn sẽ được gặp hết ở bên ngoài. Rồi mọi người có muốn kéo cốt nào ra nói chuyện riêng thì cứ kéo. Rồi rồi có thể có chương trình ca nhạc hay là giải trí hay vui gì đó, rồi giống như là mình đi chơi vậy mà, giống như Biên về Biên đi chơi vậy đó. Rồi thì đó là cái ngày họp mặt, mình sẽ thông báo từ đây suốt cho tới tháng 9 luôn. Rồi bây giờ vô nè, like nè, vô like, vô chủ đề đi. Thì cũng như là các tips cuộc sống, thì khi mà bạn học cái lớp phát triển bản thân đúng không, cái lớp thăng bằng á, thì chị hay nói á, là mình phải có thời gian ngồi chiêm nghiệm để suy nghĩ về một vấn đề gì đó, gọi là tỉnh thức, hoặc là mình suy nghĩ thêm về một cái vấn đề gì á. Thì các bạn nếu mà trẻ quá hoặc là chưa có trải nghiệm á, thì các bạn suy nghĩ nó không ra, nó không có ra. Catherine Nguyễn cho xin chân free ha. Ok em muốn free á thì cứ liên lạc chị riêng á, chị sẽ cho các bạn tham gia hết, cứ bạn nào cứ cảm thấy thích tới là tới. Không có ra Hà Nội em, đi về 10 ngày à, mà làm ở Sài Gòn thôi, rồi sau đó là không có ra Hà Nội. Đúng rồi, hôm nay giọng nó bị gì á, hôm nay bị mấy bữa nay bị cảm cho nên giọng nó cứ khàn khàn. Hôm thứ bảy mà đi mà hát karaoke không được á, là biết rồi là bị bệnh rồi. Tại vì chị ra Hà Nội là tốt quá hả, chị không có ra được. Chị định ra maybe á, nhưng mà nếu mà ra Hà Nội thì mình sẽ đi, để mình chưa có bao giờ ra Hà Nội hết á, mình ở Việt Nam mình chưa từng đi đâu hết. Cái ở Việt Nam á mà mình đi á là hình như mình có đi xuống Long Xuyên một lần nè, mình có đi Đà Lạt, mình có đi Nha Trang, rồi xong rồi đó. Còn các vùng của mình bên Việt Nam là chưa hề đặt chân tới. Vũng Tàu, Vũng Tàu sát nhà thì đi đương nhiên rồi. Tôi vô chủ đề là nói ra ngược lại rồi. Các bạn ngồi chiêm nghiệm nhưng mà bạn không có đủ trải nghiệm cuộc sống á, rồi bạn không có, mình không có đọc nhiều, hoặc là mình không có gặp người này người khác, cho nên mình ngồi mình nghiệm hoài nó không ra. Mình ngồi nó cái mai mình không có sáng lên được chút nào hết, ngồi hoài nó cũng vậy. Cho nên á, những cái like của mình á, thì hôm qua mình suy nghĩ lại, à đây là cái những cái lúc mà mình chiêm nghiệm á, rồi mình chia sẻ lại cho các bạn, tại vì mình ngồi mình nhìn được sâu hơn á. Rồi cái tip đầu tiên đi, cái tip này về cái tip hành xử thôi mà hình như mình nhớ mình đã nói rồi vậy đó, là khi mình hỏi người lớn á, hoặc là mình hỏi cấp trên, hoặc là bất cứ ai mà có vẻ lớn tuổi hơn mình, anh chị hay là sếp hay là boss hay là cha hay là Nico hay là sư hay là bất cứ người nào mà có vẻ hơn mình một chút, đôi lúc bằng cũng được, hoặc đôi lúc là em mình cũng được, thì mình luôn phải hỏi là trong cái tình huống nó xảy ra như vậy á,
anh hoặc là sếp có thể nào cho em? Do you have any advice for me? Hoặc là can you give me some advice? Có nghĩa là cho em một vài cái lời khuyên cái trong cái tình huống này. Chứ mình không nói sếp bây giờ tới đây rồi làm gì nữa, hay là bây giờ em phải làm cái gì, mình hỏi câu đó nó không có ngầu, mà mình hỏi là sếp em tới đây rồi đó, sếp có cái advice cho em không? Cái câu đó làm cái người nghe khoái lắm. Mà mình đã nói nhiều lần rồi mà mình thấy các bạn rồi cũng như cũ, có nghĩa là ủa tới đây rồi làm gì chị Vi? Thì mình phải, thay vì mình nói vậy thì mình tới đây rồi thì chị cho em cái advice đi, cho em những lời khuyên đi để em biết em làm cái gì. Cái câu này nó rất simple nhưng mà các bạn cố gắng xài, hoặc là ngay cả con mình cũng cũng vậy, để mình dạy cho con sau này nó lớn nó nói theo cái kiểu mình đó, thì mình nói do you have any advice for me, mình nói với con á, thì mai mốt nó sẽ xài cái câu của mình, nó thường xuyên á, nó quen á. Ok, đó là cái ok em, mọi người cứ comment đi nha. Tại vì trong cái lớp học á, chị thấy mọi người viết comment chìa khóa á, nó cứ chạy chạy mình đọc đọc á. Nhưng mà nó ngoài ra nó cũng đem cho cái tinh thần cho các bạn đang ngồi coi live á, nó đỡ chán. Tại vì đúng rồi, nói như vậy sang hẳn hơn. Không vẫn sang mà mình bằng cái cách hỏi đó mình đã cho người ta sự khẳng định rồi, confirmation rồi, cho người ta respect rồi, cho người ta cái sự công nhận rồi. Cho nên chỉ có đổi nhẹ cái câu nói thôi, mình đã đưa cho người ta nhiều thứ. Rồi bây giờ một cái chiêm nghiệm khác về gia đình, về hai cái chữ gia đình mà có lẽ bạn ngồi bạn nghĩ cũng ra, nhưng mà hôm nay mình sẽ đưa cái sự quan sát của mình cho các bạn thấy, mà không phải là tại mình nhìn thấy mà là do mình đọc sách rồi mình áp dụng đời sống vào thì mình thấy nó đúng. Khi mà hai cái chữ gia đình đó, bạn nói là ồ cái nhà nó rất là thiêng liêng, nhà là nơi quay về, tình cảm gia đình là thiêng liêng, nhưng mà bạn đọc sách rồi bạn ngưng ở đó thôi, bạn không có cái cảm xúc. Bây giờ mình đưa cho bạn một cái cảm xúc nè, là tại sao á, trong gia đình là mình đọc hoài mà mình không có cảm nhận được những cái con người sống trong một ngôi nhà và có mối quan hệ thân thiết với nhau, nó rất khác với người ngoài. Cũng là cái người cậu của mình, người dì của mình, họ cũng rất thân với mình nhưng mà họ ở căn nhà khác, thì những cái gì xảy ra trong căn nhà của mình họ không có biết, họ không hề biết. Ví dụ như là mình ốm đau, hoặc là có người bị xe tai nạn té gãy chân, hoặc là có người trong nhà mình á là thi rớt thi đậu, hoặc là ai đó bị ho rồi ai đó nổi một cái hột mụn trên mặt, hoặc là ai đó cảm thấy mệt, thì những căn nhà, những người chú người dì hoặc là những người mà ở căn nhà khác họ không hề biết, họ làm sao biết được. Cho nên á, bạn là người trong một gia đình, chồng mình và con mình không phải là chỉ có quan hệ máu mủ thôi, mà là cái sự hiện diện của nhau trong cuộc đời 24 trên 24. Bạn thích ngủ phòng nào, cái cách bạn ngủ như sao thì chỉ có người trong nhà biết thôi, người sống ngoài căn nhà không biết. Cho nên á, khi mà nghe nhỏ quá hả, làm sao ta, hay là chị tăng cái micro lên, rồi bây giờ nghe rõ hơn chưa? Các bạn đã nghe rõ hơn chưa? Thì bạn ngồi bạn suy nghĩ đi, mà cho những cái bạn mà có những gia đình lớn, dòng tộc lớn và gia đình riêng của mình, thì bạn cứ ngồi bạn suy nghĩ, bạn có nhiều bạn trẻ chắc
là tại sao á là chị mới tăng cái âm thanh lên. Cảm ơn mọi người nhắc nhở. Tại sao là chú của mình, chú ruột của mình, tại sao dì ruột của mình là em của mẹ mình, không có thương anh em của mình. Mỗi lần mình nhờ vả cái gì nó rất là khó. Và bạn nên hiểu rằng á là người dì, người cậu của mình, người chú mình, họ có thể là không thương mình hoặc là có thể thương mình, nhưng mà họ không hiện diện trong cái đời sống gia đình của mình, cho nên họ có muốn giúp mình cũng rất là khó. Ví dụ như á, ở trong nhà bạn sẽ biết lịch trình trong nhà, ví dụ như ngày mai bạn muốn chở ai đi á thì là bạn chỉ nói là mẹ hay ba hoặc là anh chị mai 7 giờ sáng chở con đi là nó xong. Nhưng mà bạn qua một cái gia đình khác, bạn nhờ người đó chở ra sân bay á, thì đôi lúc rất khó, là tại vì á, trong cái gia đình họ đó là họ phải sắp xếp nhiều thứ lắm, rồi họ phải có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian để mà phục hồi năng lượng. Mà khi mà trong cái lịch trình nó kín mít như vậy mà một cái người cháu của mình nhờ mình đi làm việc gì đó nó rất là khó, nó không đơn giản như bạn nói. Ồ, cả đời mình nhờ có một lần chở ra sân bay thôi mà cũng từ chối. Hoặc là anh em của mẹ không có yêu thương nhau, hoặc là anh em của ba không có yêu thương nhau, không có giúp đỡ nhau. Cái đó là không có đúng. Họ vẫn yêu thương nhau rất là nhiều. Họ rất yêu thương nhau rất là nhiều. Yến nói là mọi người cắm cái sợi dây nghe vào tai thì nghe rõ hơn, còn bỏ speakerphone thì nó hơi nghe không có rõ. Thì quay lại đời sống gia đình thì là không phải là anh em của mẹ hay anh em của ba không yêu thương nhau đâu, nhưng mà họ không có hiện diện trong cái đời sống của mình đó, cho nên đó là rất là khó để cho họ có thể giúp mình đó. Mà cho nên là nếu mình nói là anh em của mẹ không có thương nhau và không có giúp đỡ gì con hết, bạn nên nhớ rằng á là cậu của mình á hay dì của mình á không có trách nhiệm phải lo cho mình, không có cái trách nhiệm đó, tại vì họ lo cho gia đình của họ là đã quá rồi. Họ thương mình và có nhiều người dì, người cậu á, họ bỏ chút thời gian công sức cho mình nên quý mến điều đó. Nhưng mà những người còn lại không có nghĩa là không có yêu thương mình đâu. Bạn suy nghĩ như vậy rất là sai. Tại vì mình phải đổi lại cái cách nghĩ này, mình đổi là cảm nhận như thế nào, đổi là cảm xúc như thế nào để mình xây dựng cái mối quan hệ gia đình bền chặt. Tại vì á, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bạn sai lầm trong cuộc đời á là khi bạn không có các mối quan hệ bà con thân thuộc vững chắc. Nếu mà bạn không có cái mối quan hệ vững chắc, bạn ra quyết định rất là dễ sai lầm, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cho nên á, khi mà bạn có dì chú cậu thì bạn phải làm các mối quan hệ đó tốt hơn bằng cách là mình nói là không mong đợi. Thì hồi nãy giờ chị cố gắng nói với các bạn rằng á, bạn đừng mong đợi từ ba con của mình nhiều quá, tại vì thứ nhất là họ phải hiện diện trong đời sống gia đình của mình. Chính vì thế vậy mà cái bạn thấy một gia đình nó quan trọng quá hay không? Khi bạn sống một gia đình, bạn hiện diện trong nhà, bạn thấy cha mẹ, bạn thấy anh chị của mình, nó quá là quan trọng hay không? Nó quá là thiêng liêng hay không? Khi mà chỉ có mình, những người trong nhà mới có thể là available tức thì thôi. Có nghĩa là mình sốt là họ biết liền, hoặc là mình đau, hoặc là họ chứng kiến mình thi rớt, hoặc là những cái gì buồn vui trong cuộc đời họ đều nhìn thấy hết và họ đều lo lắng cho mình hết. Rồi, cái đó là nói về cái phần là hiện diện trong cuộc sống gia đình. Tại sao mà khi mà bạn lên đại học, khi mà bạn đi xa, bạn chỉ có muốn đi học đại học á, hồi mình đi học đại học á, mình lên Bách Khoa, mình ở ký túc xá Hòa Hảo á, thì cho dù á là thứ hai thi thì năm đầu lên á là tuần nào mình cũng đi về, từ nhà mình về, từ ký túc xá về nhà mình là 50 cây số, thì mình có chiếc xe Honda,
Đôi lúc thì mình sẽ chạy xe Honda về, nhiều lúc mình sẽ ra ngoài đi xe ôm ra ngoài bến xe miền Đông, rồi chạy đón xe đò từ miền Đông bến xe miền Đông về nhà. Bạn hiểu tại sao mà mình lại lại có cảm giác mong muốn về nhà như vậy hay không? Là tại vì á, cái ngôi nhà đó là cái ngôi nhà, là nơi mà bạn được tình yêu thương nhiều nhất từ cha mẹ. Bạn lớn lên, lúc bạn mới bập bẹ, bạn ngã chỗ nào á, cha mẹ sẽ nâng bạn vỗ về. Có lẽ tới thời điểm này trong cuộc đời á, thì bạn lớn lên khoảng 16, 17 tuổi thì bạn nghĩ rằng cha mẹ chỉ cho ham chùa chiền, ham nhà thờ, hoặc là ham vui với bạn bè, mà không có cho con, không có chở con đi chỗ này chỗ khác, hoặc là cha mẹ không có quan tâm tới việc học của con, hay là cha mẹ có những cứ suốt ngày lên Facebook, cha mẹ không có yêu thương con. Nhưng mà bạn nên nhớ là cái thời mà bạn mới sanh ra, cha mẹ bạn yêu thương bạn rất nhiều, mớm cơm nè, vỗ về nè, bạn té một cái là đỡ lên nè, rồi bạn khóc nhè nè, rồi bạn thức đêm, bạn buổi tối bạn dậy bạn quấy thì mẹ quay qua vỗ vỗ, ngủ đi con, ngủ đi con. Rồi lúc bạn 2-3 tuổi chở bạn đi học, bao nhiêu cái ký ức yêu thương của bạn á, nó nằm trong ngôi nhà của bạn, cái nơi bạn lớn lên á. Bạn không thể phủ nhận được những cái tình cảm đó đâu, những cái tình cảm từ cha mẹ yêu thương bạn đâu. Cho nên nó ăn vào trong tiềm thức mà bạn không biết. Tới thời điểm này bạn cũng không biết là tại sao mà mình về nhà mình mới thấy sướng. Mình đi đâu, mình lên Sài Gòn lập nghiệp đi nữa thì mình về mình mới thấy sướng. Mình về mình mới thấy là về nhà. Đôi lúc mình chạy từ trên ký túc xá về mà mai thi ấy, mình chạy về đúng 1 tiếng. Mình về nhà rồi xong mình quay ngược lên Sài Gòn. Đúng 1 tiếng thôi mà không về là nhớ lắm, chịu không nổi. Mà mình nói là không, mình về quê á, là tại vì nơi đó có những người bạn phổ thông của mình, người bạn phổ thông trung học á thì thường sẽ thân hơn những người bạn ở trong đại học. Nhưng mà bạn về á, có nhiều bạn về không phải đi thăm bạn, về quê không phải đi thăm những cái đứa bạn phổ thông trung học. Có nghĩa là những người bạn phổ thông trung học nó không quan trọng, mà quan trọng là bạn về trong căn nhà nơi có những yêu thương mà bạn đã trải qua trong cuộc đời, cho nên bạn muốn quay về đó, tại vì nó nằm phía sau ký ức rồi, làm sao mình thấy được. Nhưng mà đó lý do mà tại sao bạn cứ muốn về nhà. Rồi một lần nữa bạn quay lại bạn chiêm nghiệm đi, có phải là cái gia đình mình nó quá quan trọng hay không? Tại sao mà con người đi xa rồi cứ quay về, đi đâu rồi cũng muốn quay về nhà, đi đâu rồi cũng quay về quê của mình? Rồi đó, rồi nó sẽ kết qua một cái chuyện khác, là những cái người mà biên tiếp xúc, những cái người tạm gọi là có học thức đi, ở Mỹ đi, người Mỹ, thì họ nói với mình rằng á, là cái cách ta dạy con á, con ta sẽ không bỏ đi xa. Tại vì mình nói là ồ, mình có người chị, những đứa con nó sẽ tốt nghiệp, nó sẽ đi hết, nó đi hết tiểu bang này, nó tản mát hết. Nó nói không, do mày dạy dạy nó đó, do mày có biết dạy nó hay không. Tại vì nếu mà mày dạy con đúng thì con nó sẽ không bỏ mày đi. Cái đó chị mới giật mình, chị về thì chị kêu chiêm nghiệm. Tại vì trong cái cuộc đời của mình á, chưa ai dạy cho mình rằng á, là con cái nên ở gần cha mẹ. Mình nghĩ rằng cái chuyện đi du học, mình nghĩ rằng cái chuyện xa gia đình, lên Sài Gòn đi xa đó là rất bình thường, đi vì tương lai. Nhưng mà bạn nên nhớ là nếu mà bạn có cha mẹ, anh chị em ruột, thì mọi người trong cuộc đời nên ở gần nhau, không nên đi xa.
không nên đi xa, nên ở gần nhau. Tại vì có bao nhiêu kiếp, có bao nhiêu nhân duyên, mình mới là cha mẹ con cái, mới là người thân của nhau. Rồi đùng một cái mình lại bỏ đi. Nó quá đau thương hay không? Nhưng mà khi các bạn đi lập nghiệp đó, bạn bị những cái cô dâu đi lấy chồng xa đó sẽ thấy trống trải, sẽ thấy cô đơn, thấy mình không có được vui. Mà về Việt Nam lại lại thấy vui. Cứ về Việt Nam là thấy mình đủ đầy, đi qua Mỹ lại lại thấy trống vắng. Thì đó là cái lý do. Tại mình chưa từng được ai dạy rằng là gia đình nên ở gần nhau. Mình chưa từng. Mọi người nghĩ rằng cái việc đi xa đó là bình thường, nhưng mà nó không bình thường. Rồi nói như vậy thì Thu Hằng mới hỏi rằng, ồ nếu như vậy thì mấy đứa nhỏ nó đi du học thì sao? Mình khuyến khích nó đừng có đi à? Tại vì nếu như vậy thì nó ở nơi gần mình thì làm sao nó có tương lai? Đi du học hay là đi lấy chồng xa thì bạn có thể đi, các bạn có thể đi. Nhưng mà bạn có thể nói với con rằng, bạn phải nên nói với con rằng nếu có cơ hội thì nên quay về gần. Tại vì trong những cái sự chọn lựa đó, nếu mà có thể, nếu mà bạn có hai chọn lựa là đi xa hay ở gần thì bạn nên chọn ở gần. Nhưng mà nếu như bạn không có cái chọn lựa nào khác mà bắt buộc bạn phải đi xa thì khi đó mình không có nói nữa. Ví dụ có nhiều bạn là kẹt quá, bắt buộc phải đi rồi thì mình đi thôi. Nhưng mà ví dụ như là các bạn bâng khuâng là nên ở gần cha mẹ hay đi xa, mà bạn có hai cái lựa chọn đó thì hãy lựa chọn ở gần cha mẹ. Có nhiều bạn nói có cha của mình nó đi từ ngoài Bắc vào miền Nam lập nghiệp, vẫn sống, vẫn phát triển, vẫn giàu có sao đâu. Chưa chắc là không có sao, tại vì trong đời sống tinh thần nó sẽ rất là không có đủ đầy về cái mặt tình cảm gia đình. Cha mẹ con cái một năm chỉ có Noel hoặc là lễ tạ ơn về thì nó không có đem đủ cái tình yêu thương gì hết. Nó không có đủ để sống chung một cái cuộc đời á. Thì đó là về cái tình cảm gia đình mà mình muốn chia sẻ các bạn chiêm nghiệm thêm. Chiêm nghiệm thêm về cái hai chữ gia đình. Mà bạn đọc sách thì bạn cũng không có cảm xúc. Nhưng mà biết đâu bạn nghe cái like của mình bạn sẽ có cảm xúc. Tại vì mình sống, cái trải nghiệm trong cuộc sống á, nó rất là quý. Mà không phải bạn nào cũng có trải nghiệm hết. Thì bây giờ thay vì mình bắt buộc phải có trải nghiệm, bắt buộc phải có chia ly, có nghĩa là mình phải bị mất nhà, mất cửa, mình bị ly tán, chiến tranh, mình không còn nhà nữa, cái trải nghiệm đó mình mới yêu quý căn nhà của mình, do mình có cảm xúc đó. Nhưng mà nếu mà mình không có cảm xúc đó thì mình ngồi chiêm nghiệm và mình phóng to ra những cái trải nghiệm của người khác để mình dâng lên một cảm xúc về gia đình, thì lúc đó bạn mới yêu quý, trân trọng gia đình. Đọc sách để cho bạn có cái lấy được bài học trong cuốn sách đó. Lúc đọc sách bạn phải có dâng lên một cái cảm xúc. Thì khi bạn ngồi chiêm nghiệm về một cái gì đó, bạn cũng dâng lên một cái cảm xúc. Các cảm xúc đó nó giúp bạn, nó giúp bạn biết cái gì là quan trọng trong cuộc đời. Thì đó là cái phần mà mình chia sẻ về cái hàng cái chữ gia đình. Và tại sao các bạn đi các bạn là nhớ nhà. Nó không đơn giản là nơi có cha mẹ yêu thương mình. Là mình, tại vì có nhiều bạn nói bây giờ ông bà đâu có yêu thương tao đâu, nhưng mà vẫn thích về nhà. Là tại vì tại thời điểm này cha mẹ có thể làm cho bạn nghĩ rằng là bạn đánh, cha mẹ đánh bạn, xua đuổi bạn, không có yêu thương bạn. Nhưng mà cái sự thật á, là cái quá trình bạn lớn lên đó, bạn đã nhận yêu thương từ họ rồi. Cho nên á, là nó giải thích cho bạn là tại sao cha mẹ tại thời điểm này xua đuổi nhưng mà mình vẫn muốn về nhà. Mình về nhà mình mới thấy mình là mình. Cho nên những người Việt ở đây có nhiều mà gia đình á, đi châu Âu người ta không thèm, đi Pháp, đi Đức không thèm, chỉ muốn về Việt Nam thôi. Có bao nhiêu tiền là dành về Việt Nam hết. Họ bị đói, khát,
cái những cái cảm xúc. Rồi đó là cái tip thứ hai. Cái tip thứ ba là khi mà về cái nỗi đau chiến tranh mà mình cũng muốn cho các bạn có cái nhìn không phán xét á, không phán xét, tại vì bạn sẽ những cái người mà nhất là những cái bạn Việt kiều mà đi qua Mỹ, các bạn sẽ chứng kiến là những lá cờ ba sọc vàng hoặc là những lá cờ đỏ sao vàng, đôi lúc bạn sẽ thấy lá cờ này, đôi lúc bạn thấy lá cờ khác, bạn có vẻ như không hiểu là tại sao các chú các bác đó bảo thủ quá. Chiến thời bình đã đi từ qua lâu rồi, chiến tranh đã kết thúc, tại sao lại mang những nỗi đau đó, tại sao phải giữ những cái hình ảnh đó, tại sao lại bảo thủ như vậy. Rồi có những nhà là cấm cho con trai con gái không được quen nhau, là tại vì một bên đó là chế độ cũ và một bên là chế độ mới. Và nếu mà bạn không hiểu nỗi đau chiến tranh đó, thì bạn sẽ có những cái cách nhìn như vậy. Bạn lại nói tại sao bây giờ cờ đỏ sao vàng, tại vì chính mình là như vậy. Lúc mình Việt Nam mới qua, mình thấy là tại sao cái thế giới công nhận cờ đỏ sao vàng, nhưng mà qua bên Mỹ rồi mình chỉ thấy có cờ ba sọc vàng thôi, mình không thấy cờ đỏ sao vàng đâu hết. Thì mình nói vấn đề chính trị này không phải lôi bạn về phía chính trị, mà mình muốn để cho các bạn hiểu hơn là nỗi đau của những người ở trong cuộc. Mình rất do dự khi đưa cái vấn đề này lên, nhưng mà mình vẫn đưa lên tại vì mình muốn các bạn không có phán xét ai đó. Bạn hiểu là tại sao những người đó họ đau như vậy. Là mình nghe kể nha, mình nghe kể lại là ngày xưa khi mà Việt Nam chia ra hai vùng Nam Bắc, thì người miền Bắc sẽ được gọi là chính phủ Trung Quốc hoặc là Nga tài trợ, và người miền Nam là được Mỹ tài trợ. Thì chia ra hai miền á, thì miền Nam rất là phát triển, rất là phồn hoa, thành phố rất nhiều xe hơi, rất nhiều người giàu có, sinh viên đi học rất là lịch thiệp, yêu đương hẹn hò trong những quán cà phê, trong những chương trình văn nghệ. Đời sống ở người Việt Nam rất là phong phú, rất là đa dạng, rất là phát triển trong cái thời đó. Thì đùng chiến tranh một cái thì những người miền Nam họ mất hết. Có một cái chị kể rằng là chị mới học xong đại học, mới học xong phổ thông, chị có ước mơ vào đại học, chị có bạn trai, mọi ước mơ đó nó to lớn. Đùng cái chiến tranh thì chị không được đi học, là tại vì chị là nằm thuộc ở trong Sài Gòn chế độ cũ. Rồi đối với cái cách nhìn của chị á, là những người ngoài Bắc vào trong Nam, họ không hiểu gì người Nam hết, nhưng mà họ là cái người chiến thắng, họ là cái người bộ máy cai quản, thì hai họ cai quản cả người Nam. Trong khi người Nam là những cái người rất phát triển, thì họ cảm thấy họ mất tất cả. Rồi chưa kể là thời gian gia đình mất nhà mất cửa, đang có nhà Sài Gòn tự nhiên bị đuổi lên miền núi ở, và nhà bị mất, nhà lầu 2 tầng ở đường gì đó bị mất. Rồi họ từng ở Sài Gòn, họ từng rất là sung sướng, lên làm rẫy họ không biết. Cho nên á, những cái người đó họ nói mỗi ngày mà mình kỷ niệm ngày giải phóng thì họ rất buồn. Tại vì đó là cái cách cảm nhận, mình không có nói chiến tranh ai đúng ai sai, mình không nói người Bắc đúng hay người Nam đúng. Mình không có nói gì cả, nhưng mà bạn phải hiểu là đa phần những người mà chế độ cũ họ qua Mỹ rồi, họ không muốn về Việt Nam. Mà bạn khi mà bạn nhận cái thông tin đó, bạn hãy yêu thương họ, tại vì nỗi đau trong họ rất lớn. Và họ nói là nỗi đau ly dị nó không bằng là nỗi đau của họ bị mất như vậy.
đùng một cái mất như vậy, mất người yêu, mất tương lai, mất hy vọng, mất hết. Cho nên á, là bạn mình muốn cho bạn một cái nhìn để mà thương cảm, để đồng hiểu thêm về những cái nỗi đau chiến tranh đó. Và nếu mà có một người chú, tại vì mình có rất nhiều chú không chịu về, người quen á, người mà trong thành phố á, mình nói mãi họ không về, nói hay là ba nuôi của mình á, mình nói ba về đi, con mua vé first class cho ba nằm lên trên đó, ba nằm là ba về thôi, không mệt gì hết. Tại vì khi nói với mình là mệt, mà đó là lý do thôi, nhưng mà chưa bao giờ đặt chân về Việt Nam. Tại ngày xưa á, là Hy là một người rất là đẹp trai, làm cảnh sát, đời sống rất vương giả, đùng một cái thì mất hết, cho nên nỗi đau đó Hy không có bước chân về. Ngày xưa mà lúc mình nghe đó, mình nói mua phớ cái mình không hiểu, mình không hiểu nỗi đau chiến tranh, mình không hiểu những cái người đó họ trải qua những cái gì, mình nói tại sao ba bảo thủ vậy, chiến tranh qua lâu rồi mà tại sao bảo thủ, về Việt Nam đi, về để coi thấy đất nước bây giờ đẹp lắm, phát triển lắm, có đường có xe, không nghèo như ngày xưa nữa, người ta không về, người ta không về. Thì đó để cho bạn hiểu rằng khi đó nào đó bạn đọc tin trên mạng, nó có những tổ chức, những cái người mà chống lại xã hội chế độ bây giờ, thì bạn hiểu cho họ là tại sao họ làm như thế. Đừng có nghĩ họ là người xấu, nhất là mình hẹn họ với những gia đình đó thì họ rất là cực đoan, họ rất là cực đoan. Cho nên á, hãy hiểu là tại vì mình không có đau mình như họ, cho mình không có hiểu. Rồi đó là nỗi đau của chiến tranh mà bây giờ Ukraine đang bị. Rồi một cái tip tiếp nữa, mình cũng mới nhận ra là mình cũng mới đổi đây thôi, chứ mình không có đổi xa lâu lắm, là khi mà mình có nói trong cái lớp code, là khi mà mình đi tiệc tùng người Việt á, mình không có thích lắm, là tại vì mới tới tiệc là bật karaoke lên là hát om sòm rồi, không có nói chuyện được gì với nhau hết á, không có ai nghe ai hết, ngồi đó cứ hát, cứ hết người này giành hát, người khác giành hát. Rồi hoặc là mình đi tới bàn nhậu của mấy ông anh mình á, cứ một hai ba vô vô nói chuyện bà thàm bà láp, nói chuyện gì đó, mình cảm thấy không có được gọi là enjoy lắm, mình không ghét nhưng mà mình không có enjoy lắm. Nhưng mà gần đây á, mình là enjoy, có nghĩa là ngày xưa mình nếu mình nói ai mà nói ô tắt karaoke thì mình nói ô tắt tắt đi, nhưng mà bây giờ mà người ta nói là mở karaoke thì mình nói ô thôi mở lên hát đi, mình không có ngăn chặn nữa, mình cũng không có khó chịu nữa. Tại vì á, những cái người đó, những cái người Việt ở Mỹ đi, lúc mà tiệc tùng hoặc là ở cả Việt Nam cả vậy, đó là niềm vui của người ta. Họ đi làm cả tuần mệt nhọc, họ không biết đọc sách, họ không có biết đọc sách, cả cuộc đời họ không có biết đọc một cuốn sách nào hết, họ cũng không có biết là ngồi tĩnh tâm, họ cũng không biết ngồi thiền tĩnh thức, họ cũng không có biết lên mạng để tìm những cái nguồn thông tin tốt. Đối với họ chỉ tìm phim bộ Hàn Quốc và đi tiệc hát karaoke thôi, đó là những niềm vui của họ. Thì giống như mình chia cái nhóm người ra thì mình thấy là ví dụ như mình nói bầy khỉ, mình ví dụ bầy khỉ thì nó hơi quá đáng, mình không có ý là nhục mạ cái nhóm người đó như khỉ, nhưng mà ý của mình muốn ví dụ cho các bạn á, là mình đi qua mình thấy một đàn khỉ họ đang vui theo cái cách vui của họ thì mình lại bực mình, hoặc là mình thấy một đàn nai họ đang vui theo cách vui của họ mình cũng bực mình, rồi mình đi qua một cái đàn hổ nó có những cái cách vui riêng của nó không giống mình cũng bực mình, có nghĩa là mình phán xét, mình không có tôn trọng cái niềm vui của họ. Cho nên á, bây giờ đi tới tiệc và hãy mở lòng ra, hãy yêu thương người đó và hãy để cho họ được vui, tại vì mình nhăn á đôi lúc họ không có được vui trọn vẹn.
mà mình nhăn á, mình sẽ tổn thương mình. Cho nên á, là những cái cuộc vui nhậu nhẹt hô hố đó, hoặc là những cái karaoke đó, hãy tôn trọng họ và để cho họ được vui, và mình nên hòa vào niềm vui của họ. Mình có thể ngồi đó thôi, mình đừng khó chịu. Hãy khuyến khích mọi người hát, hãy khen mọi người hát, và hãy vui chung với niềm vui của người khác. Mình mới thực hành gần đây thôi, chứ trước đây mình cũng không làm được điều đó. Và mình bây giờ mình tới những buổi tiệc đó là những tới để mình luyện, mình tu nhiều hơn, tu cao hơn. Cho nên mình thấy là mình rất là vui, mình không có cảm giác khó chịu nữa. Mình không nên bực mình nên nghĩ khác đi. Em hãy coi lại coi là họ có những niềm vui gì. Họ có biết đọc sách hay không? Hay là họ ăn rồi họ chỉ biết đi mua hàng thôi, đi shopping thôi. Họ biết sắm những cái túi rất mắc tiền rồi không mang. Hãy tôn trọng họ. Cũng giống như chị nói là cái đám khỉ nó sẽ có những cái cuộc vui riêng của nó. Mình thuộc nhóm khác, mình có những cái niềm vui riêng của khác. Ví dụ như niềm vui của cái nhóm mình đó là tháng 9 đi về gặp offline. Thiệt, mấy cái người mà họ nhậu hát ok, họ nói mấy khùng là cứ ăn rồi đi học ba cái linh tinh. Họ cũng không có thể cảm hiểu được cái tại sao mình vui như thế ha. Khi mình nghe cái chị Biên cứ nói lảm nhảm, có bạn nói rá rả. Cho nên mình thay lại đi. Khi bạn thay đổi cái suy nghĩ thì bạn sẽ thay đổi cảm xúc. Đơn giản vậy thôi. Cho nên mình muốn là các bạn ở trong cái nhóm của mình hãy đừng có bực bội, đừng có nói, hãy hòa vào niềm vui, cho dù niềm vui đó nó giống không có giống cái cách của mình. Rồi cho nên mình đi với các nhóm bạn khác, mình rất là chill, mình không có bạn mà không được nói, bạn cứ nghĩ cái này hoài cho tới khi bạn chết. Không có ai giải phóng cho bạn được những suy nghĩ này đâu. Không có ai ngồi đó mà rảnh mà chỉ đâu. Rồi, một cái tip trong cuộc sống nữa là cái chuyện lắng nghe. Nhưng mà mình muốn đưa các bạn lên một cái level khác, là khi mình nói là mình chịu khó lắng nghe người khác, sẽ mình sẽ lấy hết được những cái gọi là cái tình cảm của người đó. À, khi mà mình nhiều chiều ngồi lắng nghe, đó là đỉnh cao của giao tiếp, đúng không? Nhưng mà bây giờ chị mới nhận ra rằng một điều á, là lắng nghe là therapy. Có nghĩa là thời gian vừa qua, những cái người chị ruột của mình, những cái người thân của mình á, họ quá là mong đợi mình để mình được lắng nghe, chứ không phải xin mình lời khuyên. Xin lời khuyên là cái điều mà họ muốn, nhưng mà mình không có cho bạn cái những người đó lời khuyên gì hết. Nhưng mà mình cho họ cái quyền được nói. Họ bao nhiêu cái tích tụ trong lòng, bao nhiêu cái đau đớn, bao nhiêu cái uất hận, bao nhiêu cái hờn gan so sánh, họ không có được nói cùng ai hết. Cho nên á, bạn chỉ không cần phải học hành gì cả. Bạn chỉ cần ngồi đó bật cái phone lên và để cho người ta nói. Bạn không có cơ hội nhảy vào nói đâu, đừng có lo là nó có những khoảng chết. Những người đó không có khoảng chết, họ nói từ đầu đến cuối. Họ nói từ câu này qua câu khác và nói cả 2 tiếng đồng hồ. Mà bạn tưởng tượng là bạn ngồi, bạn bật cái phone lên, hoặc là lúc bạn đang lái xe, bạn cho họ một cái cơ hội được nói. Thì khi mà cái cơ hội mà họ kể ra những cái chuyện đó bạn nên nhớ khi họ kể ra thì bạn nên chiêm nghiệm tất cả cái gì họ kể, họ đang bảo vệ họ là đúng. Và họ đang rất tôn trọng bản thân mình. Và họ đang cảm thấy họ sẽ dùng tất cả các lý lẽ để nghĩ rằng mình là cái người cao thượng, hoặc là cái người rất hy sinh cho người khác. Thì bạn chỉ cần ngồi nghe những cái lời đó của họ thôi.
thì bạn đã họ đã thành người tốt trong mắt bạn rồi, bạn không cần khi khuyên nữa, không cần là khuyên chị nên làm gì nữa, bạn cũng không cần nói à chị đúng cái người kia sai rồi, bạn không cần nói, tại vì trong lý lẽ của người đó người ta đã nói rồi, người ta kể trong đó rồi, người ta đã chứng minh mình trong đó rồi, cho nên cái việc của mình là ngồi nghe thôi, bật phone lên là nghe. Bây giờ bạn xác định đi mình có một người gì và mình muốn giúp người gì này bức bách quá, không họ có vẻ như là họ bị ngợp hoặc là họ đau đớn quá, thì mình lái xe hay gì đó, mình có một tiếng máy, mình gọi cho người đó hoặc là người đó họ nói họ muốn nói chuyện với mình, thì mình bật lên và mình cứ để vậy và cứ để cho họ nói. Họ nói từ tiếng này qua tiếng khác. Mình không cần phải nói. Cái đó là một cái therapy để cho người đó họ được chữa lành tổn thương khi được nói. Họ chỉ cần nói thôi là các vết thương của họ tự lành. Bạn họ chỉ cần một người ngồi có đôi tai và lắng nghe. Có nghĩa là bạn cắt hết các bộ phận mình đi. Bạn chừa lại đôi tai cho người đó thôi. Bạn ngồi nghe thôi. Họ không cần gì của mình hết, họ chỉ cần đôi tai của mình, cắt ra, cắt cái đôi tai ra, lấy hai đôi tai ra rồi bỏ vô cái phone rồi ngồi nghe người ta nói. Chỉ có cái mỗi việc đó thôi là giúp cái người đó rất nhiều rồi. Bạn ngồi bạn nghe mẹ mình nói như vậy, bạn cũng giúp mẹ mình rất là nhiều. Khoan hãy, không cần đưa ra lời khuyên, chị nói là không cần đưa ra bất cứ lời khuyên nào hết. Họ đã cảm thấy rất là tốt lên. Bây giờ mình đối với đàn ông mình cũng thế. Nếu như mà mình để cho họ được nói từ tiếng này qua tiếng khác mà mình đừng có đưa cái ý gì của mình vào cả, thì là mình đã lấy hết được tình cảm của người ta rồi. Để cho người ta nói, mình đừng nói. Nhưng mà cái chuyện này không xảy ra tại vì các bạn giành nói. Có đúng vậy không? Đúng rồi, mình cứ dành nói, mình có để cho người ta nói đâu. Rồi đó là một cái tip ha, là chỉ lắng nghe thôi. Và khi bạn lắng nghe không phải là vì sức lực của mình, cái nội lực của mình mà làm cho người ta được nâng cao, mà chính họ nâng cao họ. Cái việc của mình là đôi tai mình cắt ra và nghe, đừng có đưa cái miệng vô. Chính họ nâng họ lên, chính họ đã làm việc đó rồi chứ không phải là mình nâng họ lên. Khi họ kể là họ đủ lý do hết để nâng họ lên rồi, họ có đủ lý do để bảo biện hết rồi, đủ lý do để tin họ là người tốt rồi, chứ không phải là nội lực từ bên trong, không phải nội lực. Cho nên chỉ cho họ một tiếng lắng nghe và đúng một tiếng đó lắng nghe, không nói gì hết, không nói gì hơn. Nhưng mà khi bạn biết á, bạn nên lắng nghe nhiều để mình á, mình hiểu được cái con người đó họ đang suy nghĩ gì trong đầu. Cho dù là suy nghĩ sai lầm thì mình hiểu được con người đó. Đó là một cái tip. Một cái tip nữa mà phụ nữ hay bị kẹt là các bạn không tự mình nói chuyện mà phải ngại mở lời, ngại phải nói với mẹ chồng, bắt chồng nói à, ngại nói chuyện với là ông chú, bắt chồng mình nói à, nội ngại nói chuyện với đứa em, bắt mẹ mình nói à. Mình là một người trưởng thành rồi, mình lấy cái việc đó vào đi và đừng có nhờ người khác nói, đừng có nhờ người khác, mình phải tự miệng mình nói, mình tự present mình. Và hãy nói rõ là cái ý là của cái nào là của mình. Ví dụ là đừng có nói là chồng con muốn như vậy, nó không. Con nghĩ là con muốn, bản thân của mình muốn. Chứ không cần phải đưa cho người nào, không cần phải nói lắt léo các bạn. Hãy nói đúng sự thật đi. Con nghĩ là cái chuyện này là cái ý từ con chứ không phải từ chồng con.
Và bạn nên không có đưa đẩy nữa, không có đùn đẩy nữa. Bạn nên to be adult, to be responsible, chịu trách nhiệm và hãy mạnh dạn nói đi. Tại vì người khác á, người ta nghe qua con trai của họ nói á, thì sự thật nó có thể thay đổi đi. Nó không ý như các bạn muốn truyền đạt đâu. Nhưng mà bạn nói là cái ý nó rất trọng tâm. Và khi bạn nói đó, bạn biết được cái người bên kia phản ứng gì luôn. Và bạn biết được cái sự thật luôn. Bạn muốn nói với con mình điều gì, bạn người là nói, chứ không phải là kêu chồng mình nói. Bạn muốn nói với bà ngoại, bà nội điều gì, chính mình bắt phone để mình nói. Mình đừng có đùng đẩy. Các bạn nhớ cái câu này nha. Mình lớn rồi, mình nói được. Và bây giờ mình biết cách nói không tổn thương rồi, thì tại sao mình không lấy cái chuyện đó mà kêu chồng nói làm gì? Mình làm và mình nói. Mọi người có ai có cái tính đó nên giơ tay coi. Các bạn là cứ không chịu nói mà cứ nhờ người khác nói. Như thầy mình cũng không dám nói. Hoặc là cứ nhờ phải người nhờ người khác nói. Tại sao bạn không nói mà phải đi nhờ? Có ai trong này có cái tính đó không? Ngồi nghe. Mọi người comment đi. Comment. Có bạn nào có cái tính đó không? Đó là một cái người phụ nữ trưởng thành, bạn nên bắt đầu nói thẳng và nói trực tiếp với người khác. Em không nói luôn. Rồi xong. Hãy nói mới hiểu nhau. Em không có hả? Vậy tốt. Có em, ok. Xin tiền, vay tiền, bất cứ mọi thứ mình nên nói, mình đừng để, tại vì người đàn ông họ nói rất là dở các bạn, nó khủng khiếp, rất là dở, rất là tệ. Các bạn nên lấy cái chuyện đó. Gì kỳ vậy? Ngồi run luôn à. Nói mà ngại, bé Yến cũng vậy đó. Có gì đâu ngại, lớn rồi mà. Các bạn sợ bị đánh giá, sợ bị đánh giá là mình như thế này như thế kia, các bạn không dám nói. Nhưng mà bạn biết không, xin tiền là nói liền. Khi mà bạn sợ đánh giá nhưng mà bạn không nói, hoặc là bạn để người khác đánh nói, thì cái sự đánh giá đó nó còn gấp đôi. Cho nên bạn nói thì nó đỡ hơn. Đó là một cái tip trong cái đời sống mà những người phụ nữ trưởng thành nên 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 học. Tại vì sẽ không ai ngồi đó chỉ cho bạn rằng là bạn đừng có bắt chồng nói như là một thói quen từ vô thở, là bạn có chuyện gì cứ đùng đẩy và kêu chồng nói. Mẹ chồng á, họ muốn nói chuyện chẳng với bạn, ba chồng cũng muốn nói chuyện thẳng với bạn để coi mình muốn cái gì. Chứ họ biết con trai của họ rồi, họ không cần phải nói chuyện với con trai. Nhưng mà họ muốn cái gì từ mình? Con trai, những người đó họ muốn nghe cái lời của mình. Và đôi khi nghe cái lời của mình đó, nó là khỏe. Cho nên á, chị với bà nội á, là mẹ chồng á, là chị nói chuyện với mẹ chồng nhiều hơn là chồng chị nói chuyện với mẹ chồng. Có nhiều lúc là ổng lại nói là em nói với mẹ đi, em nói với mẹ đi, em nói hay hơn. Chứ mình đâu có kêu ổng nói đâu, ổng nói hư bột hư đường á, tiếng Anh cũng không xong mà tiếng Việt cũng không chuẩn. Ông chồng mình mới nói chuyện tiếng Việt thì thôi. Rồi một cái tip nữa là trong cái đời sống của mình á, các bạn hay phải đi giải thích lý do. Trong khi có nhiều người họ không hỏi mình lý do luôn, nhưng mà có những tình huống người ta hỏi lý do mà chị không nói luôn, tại vì cái lý do đó nó sẽ tổn thương, hoặc là lý do đó người ta không chấp nhận.
mình biết người nghe người ta không chấp nhận, cho nên mình im lặng, mình lì và mình im lặng cỡ đó. Nhưng mà mình quan sát á, là mình thấy có nhiều bạn á, là do là chống chế hay là muốn giải thích cho mình á, các bạn đưa ra lý do nhiều quá, các bạn đưa lý do ra trong cái câu nói mình nhiều quá, là vì như vậy cho nên em mới nói như vậy. Bây giờ bạn hãy tập nói mà không có lý do, tại vì bạn không nên, không phải là không nên, nhưng mà có nhiều tình huống bạn không cần phải giải thích. Bạn làm là bạn nghĩ là nên làm như thế. Và cho dù là cả bên nội, cả bên ngoài đi, đang vỉnh tai lên để coi là tại sao mình có cái quyết định như đó, mình cũng không nói. Mình không nói, mình quyết định như vậy là như vậy, chứ mình không có nói lý do đằng sau. Tại mình nói lý do gì người ta cũng không có chấp nhận hết. Mình nói cho dù cái lý do gì người ta đều gọi là lấy cái đó để làm một cái gì bàn đạp hoặc là bẻ lại ý của mình hết. Và mình thấy để cho người bạn á, mà nó gọi là, tại vì á, có những cái mình không có nói trước, có những dự định của mình, có những hành động của mình á, mình không có phải cần phải nói trước cho thiên hạ biết, là don't tell your next move, là mình không có nói cái next move mình là gì. Và đôi lúc á, mình không giải thích, có những trường hợp thôi chứ không phải là tất cả trường hợp nha các bạn, nhưng mà nhất là những trường hợp căng thẳng, bạn đừng có đưa ra lý do là tại vì bạn nghĩ rằng là cái người kia sai, hoặc là bạn muốn cái người kia hiểu hơn, hoặc là bạn muốn cái người đó bị trừng phạt, hay là bạn muốn mọi người được hiểu cái bản chất người đó. Những cái đó mình đừng có nói. Nếu mà mình muốn trừng phạt, mình cứ ra trừng phạt. Mình cứ muốn là đưa ra một cái gọi là một cái warning, một cái sự gọi là cảnh cáo, để cái người đó thôi không làm việc đó. Thì mình cứ đưa ra cảnh cáo bằng cái việc là mình nghĩ mình nên làm cái gì, mình thu hồi cái gì, hoặc là mình không tới nhà người đó dự tiệc nữa. Thì mình không có cần phải nói cái lý do tại sao mình không có tới, là tại vì mình nghĩ người đó xấu, hay là mình nghĩ người đó không xứng đáng, cái người đó sống như vậy là không được. Mình không có nói ra những cái lý do đó, mà mình chỉ làm thôi. Và có rất nhiều tình huống bạn không cần giải thích lý do, tại vì có nhiều trường hợp người ta không cần lý do, người ta chỉ muốn biết là bạn có đi hay không. Ví dụ rủ cà phê, à mình không có đi đâu tại vì ngày đó mình bị sinh nhật, hay là ngày đó mình không có đi đâu tại vì mình kẹt cái gì đó. Bạn không cần phải nói lý do, bạn nói là nói một lý do chung chung thôi, à ngày đó không có tiện, hoặc là ngày đó mình already have plan, mình đã có kế hoạch rồi, we already have plan. Thường là chị sẽ xài cái câu đó, là we already have the plan, là mình đã có kế hoạch rồi, cho mình không cần phải nói cho họ biết là mình sẽ làm cái gì trong ngày đó. Đó là một ví dụ, đó là một ví dụ. Thì bạn hãy coi, có những trường hợp bạn sẽ thấy á, nếu mà bạn ngồi bạn phân tích là những cái câu trả lời của mình á, những cái phản hồi của mình á, bạn thấy á, là hình như mình giải thích hơi quá nhiều và nó quá không cần thiết. Và đó là cái những cái thông thường trong những trường hợp gay cứng, đặc biệt cho những cái tổn thương, có những cái hiểu lầm trong dòng họ, trong dòng tộc, hay là giữa hai người, ba người, hoặc là trong công ty, thì cái sự im lặng của bạn á, nó dễ lật bài. Khi bạn muốn lật ngược lại vấn đề nó dễ hơn. Còn nếu mà bạn đã phán rồi á, là đâu là nó chết đó. Nhưng mà bạn muốn đi cái tình huống, bạn kiểm soát cái tình huống, bạn đừng có nên nói gì hết. Bạn nên im lặng từ đầu đến cuối để mọi người không có một cái lý do gì để mà nói bạn là đúng hay sai cả. Cái này hơi khó hả? Mọi người có thấy cái phần này nó hơi khó không? Tuy nhiên khi mà bạn tư vấn á, thì nó sẽ ra tình huống nó rõ, thì mình sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn. Nhưng mà có lẽ là
Rồi, các bạn nào đặt câu hỏi về những cái phần mình mới chia sẻ không? Bạn biết là nữ tính, để bạn được nữ tính, bạn cũng cần trải nghiệm nữ tính hoặc là nhìn thấy những người nữ tính nào như thế nào. Để các bạn có được cái sự sang trọng, bạn cũng phải cần có trải nghiệm sang trọng, có nghĩa là bạn cũng phải đi vô những nhà hàng mắc tiền, gặp những con người sang và đi nhìn thấy họ, cái cách họ đứng ngồi, cách họ nói chuyện rất là nhỏ, lúc họ đứng chụp hình như thế nào, hút họ bắt tay mời chào mọi người như thế nào, thì bạn mới trở nên sang trọng được. Cho nên á, có nhiều người rất có nhiều tiền nhưng mà không có sang. Ngọc Anh. Ok Ngọc Anh. Rồi bây giờ tới cái phần mọi người có câu hỏi gì không? Có câu hỏi gì không trước khi mình qua phần mới không? Có câu hỏi gì khác không? Thường á là người khi mà các bạn đi học á mà để người ta luyện cái giọng á thì tất cả các nơi dạy luyện cái giọng á thì họ đều chỉ cho bạn một cái cách là bạn về và bạn cầm một cái cuốn sách, sách thiếu nhi hay là sách có cái lời qua về, có đối thoại đó, và bạn đọc biểu cảm. Ví dụ như khi mà bạn đọc tới một con thỏ nó excited, nó vui vẻ thì cái giọng mình nó lên xuống như thế nào, rồi khi mà bạn đọc tới cái giọng cái người đó đang buồn thì cái giọng trầm xuống thế nào, thì khi bạn đọc cái cuốn sách bạn điều chỉnh theo cảm xúc của nhân vật trong truyện, rồi sau đó bạn điều chỉnh cái tốc độ bạn nói. Bạn đang nói nhanh thì bạn đọc lại tốc độ chậm và bạn thu âm, bạn nghe lại, thì đó là cái cách mà các người họ dạy bạn làm sao là để cho mà mình cái tông giọng của mình nó có thể khác đi. Rồi mình sẽ tới một cái phần nữa. Sao em không thấy vậy chị ơi? Về nữ tính và tính nữ. Chào hỏi xã giao của người Mỹ đi à. Khi nào thì hug, khi nào thì give kiss, khi nào thì bắt tay, rất quan tâm. Thì người Mỹ bắt tay là khi mà hai người đó thường là gặp nhau lần đầu, hoặc là không thường gặp nhau lắm nhưng mà không có quen thân nhau quá, mà cũng có thể là có nghĩa là giữa thường bắt tay nhau là cái hành động mà phổ biến nhất, bắt tay vào phổ biến nhất, bắt tay nó áp dụng cho mọi tình huống. Ví dụ như là hai người rất thân, giữa hai người đàn ông với nhau họ sẽ bắt tay nhau, nhưng mà rất thân giữa nam với nữ người ta không bắt tay mà người ta sẽ hất, người sẽ hất. Và kiss á, thì rất là hít, kiss á, là khi nào á, bạn biết con người đó rất rõ và bạn đã từng chứng kiến á, họ vừa hất mà vừa hôn rồi á, thì bạn mới làm được, bạn mới tự tin. Còn không á, thì bạn hãy để cho người đó làm rồi mình làm theo. Đó là hug and kiss, có nghĩa là vừa ôm mà vừa hôn má nhẹ. Thì là bạn không chủ động, nếu mà bạn nữ bạn không chủ động. Nếu mà bạn biết cái người đàn ông đó họ luôn luôn hug và kiss á, hoặc là người phụ nữ đó luôn luôn hug và kiss á, thì mình sẽ làm. Nếu mà mình đã gặp họ trong quá khứ rồi và lúc nào họ cũng vậy thì mình làm vậy. Còn nếu như mà họ muốn mình hug và kiss thì họ sẽ đưa tay và họ má họ hơi nghiêng thì mình cũng làm như thế. Còn đa phần á, là bắt tay. Nếu mà mình mới gặp họ trong buổi tiệc ban đầu á, gặp sinh nhật, gặp thôi nôi, gặp đám cưới, gặp cái gì mà giữa những người đàn ông, những người phụ nữ là đều bắt tay cả, chứ không phải trong công việc.
đó là cái sự xã giao. Rồi đó là cái những cái xã giao ở người Mỹ. Tuy nhiên khi bạn vô trong công chỗ việc làm rồi á, mà cứ ca là người tới người đi, người tới người đi á, thì nó sẽ không có chào hỏi đâu. Cứ hết giờ là ra, hết giờ là vô, chẳng phải ai chào hỏi ai gì hết. Có người say hello, có người say không, có người từ rút đi và có người không nói gì cả. Họ không care, có nghĩa là vô công việc là vô công việc, đứa nào vô làm việc nào là cứ vô, chứ không cần phải là niềm nở như người Việt đâu. Mà qua bên Mỹ mà những cái chỗ làm á, mà ca nó thay liên tục, ca nó thay liên tục á, là người vô người ra, cứ bấm thẻ vô bấm thẻ ra, không ai chào hỏi ai nói cái lời gì. Mà có nhiều đứa nó lịch sự, nó say hi rồi how are you, nhưng có nhiều đứa vô là làm, ra là bước ra. Cho nên đó là nó sẽ có nhiều người, loại người giống nhau lắm, khác nhau lắm. Rồi bây giờ mình nói một chút, không có bạn nào đặt câu hỏi hết hả? Hình như cái nhóm của nghe live của mình không có bạn nào hay đặt câu hỏi, chỉ ngồi nghe thôi, ngồi học không à. Rồi mình nói sơ một cái là khi mà bạn ra quyết định đó, ra một cái chọn lựa một quyết định gì đó, thì thường á là nó dựa vào theo cái yêu cầu của cá nhân, của cái tháp Maslow á, là bạn ra quyết định là vì bạn trước. À, nói là con người không vì mình là trời chu đất bị diệt á. Cho nên á, là khi bạn quyết định cái gì á, là bạn trước, và cái tháp nhu cầu nó có sẽ có sinh lý, nhu cầu ăn uống, an toàn, giao tiếp, tôn trọng và khẳng định. Rồi trong những cái sự ra quyết định đó, nó có một cái thuyết gọi là cái gì nó ảnh hưởng khi mình ra quyết định. Thì một cái thuyết gọi là cái thuyết bất hạnh, họ nói nếu rằng á mình là cái người bất hạnh, cái người mà không có các mối quan hệ trong cuộc đời gọi là nó tốt đẹp á, thì mình hay ra quyết định sai lắm, mình hay ra quyết định sai lắm. Với là mình ra quyết định sai cũng không ai ngăn mình cả. Cho nên trong cuộc đời á, bạn nên có những cái mối quan hệ thân thiết, cha mẹ ruột, mọi người thân thiết với nhau, tốt đẹp với nhau. Hồi nãy cái ý trong gia đình mình cũng muốn nói, để mình có thể đi ra đời mà mình không có bị người khác ăn hiếp mình, hoặc là chèn ép mình quá đáng, thì mình nên có cái mối quan hệ trong gia đình rất vững chắc. Tại vì á, khi mà mối gia đình, trong gia đình của mình, cha mẹ anh em ruột vững chắc rồi, không có ai tấn công cái thành mình được hết á. Còn khi mà ngay cả người anh em ruột trong gia đình, chú bác dì cậu trong gia đình mà mình đã không tốt đẹp á, thì người ta dễ tấn công mình lắm. Rồi một cái thuyết để ảnh hưởng bạn khi ra quyết định, có nghĩa là bạn sẽ chọn trong những tình huống tốt nhất có thể. Ví dụ như khi bạn đi mua hàng á, thì ví dụ như hai cái 5 đồng, ba cái 10 đồng, bốn cái thì 15 đồng, thì bạn sẽ chọn cái tốt nhất là bốn cái 15 đồng. Mình nói sơ ra qua cái thuyết mà khi bạn ra quyết định nó ảnh hưởng bởi những cái thuyết gì á. Rồi một cái thuyết nữa là duy trì tình trạng hiện tại, có nghĩa là con người có xu hướng muốn giữ những cái gì, cái đời sống cũ, những cái thói quen cũ, người ta không muốn đổi mới. Ví dụ như kêu ở nhà hay đi xa thì người ta sẽ chọn ở nhà, kêu là thay đổi máy tính mới hay là xài cái cũ thì người ta sẽ chọn sửa cái cũ để xài. Thì đó là một cái thuyết mà ảnh hưởng đến cái sự quyết định. Tại vì trong cái hôn nhân á, nó khi bạn ra quyết định nó ảnh hưởng bởi những yếu tố này, thì chị sẽ nói sơ qua để bạn có cái kiến thức về cái sự ra quyết định này thôi. Rồi một cái nữa là nó ảnh hưởng bởi bầy đàn, có nghĩa là nhiều người ra quyết định quá thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Với là một cái cuối cùng là khi mà mình mệt mỏi thì mình quyết định chọn lựa rất là sai. Cho nên khi mà mình ra quyết định gì đó, hãy ở trong tình trạng tỉnh táo nhất có thể. Rồi bây giờ vô nội dung hôn nhân. Về vô nội hôn nhân, hôn nhân là tại làm sao mà mình có thể là trong cái hôn nhân có sự kiện đó, có sự việc đó xảy ra mà mình không đến nỗi là quá tệ, mình không đến nỗi là không ăn uống được, không có làm được gì hết, mình không nghĩ được gì hết, mình đau đớn quá, mình đau khổ quá,
và mình không có thăng bằng, mình không có bình an. Thì cái phần này là cái phần mà trong cái đời sống khi có một cái sự việc gì xảy ra thì bạn nên nhớ rằng á, là bạn, cái đầu tiên lớn nhất khi bạn đi tới đời sống á, là bạn nên dựa vào đôi chân của mình. Hôm nay bạn về bạn sẽ nhớ một cái câu một thôi, là dựa vào đôi chân của mình. Bất cứ bạn nào đang hưởng lợi ích từ người khác, từ gia đình, từ người thân, mình đang hưởng lợi ích từ họ vì tình yêu thương, vì cái gì đó không biết, mà mình đang hưởng á, thì một ngày nào đó những cái quyền lợi đó mất đi, thì mình nên bình an lấy về trách nhiệm của mình. Bây giờ ví dụ cho rõ nè, ví dụ mấy đứa con của chị đi, thì nó được dì với cô đó là luôn 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 cho đi chơi, đi du lịch, đi châu Âu, đi châu Mỹ, đi Canada, mọi thứ đều chi tiền từ đầu đến cuối hết. Ví dụ đi, đùng một cái họ không làm gì chuyện đó nữa, thì mình, con của mình á, là do là con của mình, cho nên cái trách nhiệm nuôi nó và dắt nó đi chơi là của mình. Và khi nó không hưởng những lợi ích đó nữa thì nó bây giờ nó về nó dựa mình. Cho nên bạn không có mất mát, bạn không có mất mát khi những cái tình huống nó xảy ra. Bạn không có mất mát khi những tình huống đó, mà là còn may mắn là con nó sẽ về với mình gần hơn. Khi mà mình chăm sóc nó thì tình cảm gia đình nó gần hơn. Đó là một ví dụ. Ví dụ như là chỉ có một người thân đi, thì bà ngoại là gửi tiền, một tháng gửi về 3.000 tiền đô, tại vì giàu quá, bà ngoại Mỹ giàu quá, một tháng gửi 3.000 tiền đô về, xài, đùng một cái bà ngoại mất 3.000 đó mất. Thì bạn thấy cái đời sống của mình là do mình đi tìm tiền và mình xài. Còn cái tiền, cái gì đó từ người khác cho mình á, mà một ngày nào đó mình mất cái phần đó, mình đừng quá đau đớn, đừng quá hụt hẫng, đừng quá là bi quan, đừng quá là buồn. Và đừng để cái việc đó nó ảnh hưởng lên quyết định của mình. Những cái gì, ví dụ như mình có một cái người dì, và mình gửi con người dì, người con cho người dì đó lên Sài Gòn học, mà ở nhà người dì đó, nhà người dì đó rất giàu, và con của mình ở trong đó đi học rất gần trường, thì mình lên trên đó mình đi gửi con đi học, đùng một cái có chuyện xích mích xảy ra, người dì đó không cho con mình ở nữa, thì bạn cũng không nên quá là bi quan, đau khổ, hay là phải suy nghĩ cái cách làm sao để năn nỉ cái người đó là phải cho con mình ở nữa, tại nếu không á là nó tội nghiệp lắm. Nhưng mà bạn đừng có sợ là cái việc mà đi tìm nhà cho con mình đi học đó là trách nhiệm của mình. Nếu như mà mình nghèo, nếu như mà mình không đủ tiền, thì mình lo ở cho con ở cái mức cao nhất có thể. Đương nhiên là nếu mà nó được hưởng lợi ích từ đâu đó thì mình sẽ cho con mình hưởng lợi ích từ đó, mình không căng cán, ngăn cản. Nhưng mà khi người ta đã lấy lại hết những cái quyền lợi đó, mình không có sụp đổ, mình không có trách mình, mình cũng không có trách ai hết, mà lúc đó nó trở về đúng vị trí ban đầu. Cái vị trí mà mình nhờ vả người khác nó sẽ rất là bong bóng. Trong công việc cũng vậy, mình nhờ một ông chú để mình lên một cái gì đó, ông chú đột ngột chuyển công ty, thì bây giờ cái việc mà trong công ty tiến thủ đó nó dựa vào cái thực lực của bạn, bạn không đi dễ như người ta nữa, thì lúc đó cũng đừng quá đau khổ, cũng đừng quá đau khổ. Lúc đó phải dựa trên thực lực của mình, nó dựa trên thực lực của mình. Cho nên trong cuộc đời bạn sẽ gặp những trường hợp này, không ai không gặp đâu, mình chắc chắn như vậy. Có nghĩa là có những cái gì đó nó đẹp, có những cái lợi ích nào đó từ một cái người nào đó, nên mình đang được hưởng đó, đùng một ngày nó mất đi, đùng một ngày mất đi. Nhưng mà mình lại là bắt chồng của mình phải làm cái chuyện này, bắt người khác phải làm cái chuyện này để duy trì cái lợi ích đó,
Nhưng mà ý của mình nói cho dù cái lợi ích đó có mất đi nữa thì cái trách nhiệm con cái hay là trách nhiệm về phần ăn ở, trách nhiệm về cái việc mà của mình đó, nó phải dựa trên đôi chân của mình. Cho nên cái đó nó lại quay lại cái phần là bạn phải độc lập về tài chánh. Bạn không độc lập về tài chánh, bạn sẽ có rất nhiều cái bi quan trong cuộc đời mà mình sẽ phân tích sau. Bạn không thể nào mà không độc lập về tài chánh cả. Tại vì cái việc độc lập trong tài chánh nó có giúp bạn giải quyết vấn đề hay không giải quyết vấn đề nó không quan trọng. Quan trọng là cái suy nghĩ của mình á. Nếu như mà mình không độc lập tài chánh á, cuộc đời mình nó rất bi quan. À, mình không có nghĩ ra được sáng, mình luôn luôn ở trong tâm bão. Tại vì á, mình không độc lập về tài chánh, mình dựa vào người khác, mình không thể nào đứng vững được. Cho dù là trong suy nghĩ, cho dù trong suy nghĩ bạn vẫn không vững được, chứ đừng có nói là trong đời sống bình thường. Cho nên bạn luôn bị xoáy, bị quay cuồng trong cái tâm bão, bạn không thể nào đứng vững được khi mà bạn không độc lập về tài chánh. Ví dụ như là về cái việc mà ly dị thôi đi, nếu mà bạn độc lập về tài chánh, cái cách nghĩ bạn sẽ khác. Nếu mà mình chia tay thì mình vẫn có chịu được, mình cũng nuôi con được, nó hơi cực một chút không sao. Nhưng mà nếu mà bạn không có độc lập về tài chánh thì bạn rất hận cái người chồng của mình, nhưng mà không có dám có một cái suy nghĩ là dám bỏ, là tại vì bạn không độc lập về tài chánh. Thì lúc đó mọi cái hành động suy nghĩ của bạn rất là quay cuồng, rất là bấn loạn. Bạn nữa muốn yêu chồng mình nhưng mà không ra hành động, không ra được những cái câu quyết định. Bạn cứ phải là che lấp bên này, lấp liếm bên kia, nói kiểu này nói kiểu khác để cho người khác có thể là làm theo ý của mình, có thể làm theo ý của mình. Cho nên trong cuộc đời có những lúc bây giờ bạn về nhà chồng, bạn đang hưởng tất cả các lợi ích bên nhà chồng mình giàu quá đi, đùng một ngày vì lý do gì đó người ta áp lực mình và nói là nếu mà không thì mình mất miếng đất, hoặc là không họ sẽ không cho mình nhà gì cả, thì bạn lại nên nhớ rằng là mình cuối cùng cái gì còn là còn, ai cho gì thì lấy, nhưng mà nếu mà họ đã quyết định họ lấy rồi thì là mình sẽ đứng trên đôi chân của mình. Và đó, cái trách nhiệm mà xây dựng đời sống là của mình, nó không phải là của họ. Tại vì có nhiều người họ dùng tài sản để mà gọi là kiểm soát mình, để mà kiểm soát cái cảm xúc của mình. Thì chưa nói về cái phần hôn nhân nữa, là tại làm sao mà có thể thăng bằng trong cái tâm bão. Nhưng mà chị đang nói mé mé vào á, là để cho bạn đi vào hôn nhân mà để cho bạn có thể là tâm nó vững an trong cái hôn nhân á, một cái điều rất là quan trọng là bạn phải độc lập về tài chánh. Không có nghĩa là bạn phải giàu bằng chồng của mình, nhưng mà bạn phải có người phải có thu nhập, không thể là người không có thu nhập được. Tại vì bạn không có thu nhập á, bạn sẽ sống cuộc đời nó rất khổ đó. Bạn thu nhập được chồng bạn không cần tiền đó không có sao, nhưng mà cần phải có độc lập về tài chánh. Ngoài ra bạn phải độc lập rất nhiều thứ, bạn phải có độc lập về các mối quan hệ, đức tin, tình cảm, các mối quan hệ trong gia đình mình nó phải vững chắc. Thì cái này nó sẽ, những cái nền tảng này nó sẽ giúp bạn đứng vững trong những tâm bão khi mà gia đình nó có biến cố. Còn nếu mà bạn, có nghĩa là bạn phải là một cái cây rất là độc lập, rất là cứng á, trước khi vào hôn nhân á, bạn đừng có dựa đó. Thì lúc mà xảy ra bạn không có bấn loạn, chứ nếu không bạn rất bấn loạn. Thì chị thấy một cái tin nhắn để chị coi. Có bạn nào muốn đặt câu hỏi cho mình không? Có ai muốn đặt câu hỏi về hôn nhân hay gì không? Mình định nói về hôn nhân mà mình thấy nó dài quá. Thôi để bữa khác.
Hôm nay mới nói những cái tip trong đời sống thôi mà đã hết giờ. Các bạn nào đặt câu hỏi thì đặt đi. Chắc mình sẽ nói Tường Vi để đưa ra danh sách cho các bạn, cái danh sách các bạn nào muốn tham gia cái offline tháng 9 đó, sẽ đăng ký để mình coi số lượng bao nhiêu mình còn đặt. Rồi em cứ hỏi đi. Nếu mà người đàn ông yêu mình mà lại muốn sở hữu mình có vẻ như mất tự do, liệu mình có nên lấy người đàn ông trong đó không chị? Mình có thể hạnh phúc với người đàn ông này hay không? Thì cái việc mà cái khi mà ai họ yêu mình đi rồi họ cũng muốn sở hữu hết, ai rồi cũng thế, không phải là chỉ cái người đàn ông của em hiện tại đâu, mà người đàn ông nào cũng vậy. Tuy nhiên quan trọng là cái cách của em hành xử đối với họ. Em đưa cho họ những cái limit, những cái mà ý của em muốn rõ ràng và rất là dứt khoát, thì em có thể hạnh phúc nếu mà người đàn ông đó yêu mình. Nếu mà một người lúc nào cũng độc lập và không ai nhờ vả ai hết, người đó bình thường hay là khập khiễng? Thật ra người đó không khập khiễng, cái người độc lập đó không khập khiễng. Như chị là cái người rất độc lập, rất độc lập, nhưng mà chị đâu có bị khập khiễng đâu. Chồng nghiện đi hát, tay vịn và người vợ không chịu được thì có nên ly hôn không ạ? Mình đi, họ chỉ có cái cảm giác là đi hát và vịn tay vào người phụ nữ khác, thì nó có nên ly hôn hay không thì em phải đi qua một cái gọi là một cái từng cái bước một. Cái bước một có nghĩa là đi từ nhẹ cho tới nặng, có nghĩa là đi từ khuyến cáo cho tới là những cái quyết định mạnh hơn, chứ không có phải tận chồng vịnh tay anh vịnh là ly dị, anh không vịnh nữa thì còn ở. Nó không phải như vậy. Tại khi mình thay đổi một cái thói quen ai đó, họ cần thời gian và họ cần cái sự khuyến khích của mình, và họ cần một cái bản kế hoạch của mình. Ví dụ như là đầu em phải làm việc tư tưởng trước. Mình phải nói là đối với em là người vợ, mà người vợ này rất yêu thương chồng. Nếu mà em không yêu thương, có lẽ anh muốn bệnh ai thì nó không quan trọng. Ví dụ như là cái anh Sáu bên nhà đó, anh có muốn bệnh ai đi nữa thì em cũng không có cảm giác gì hết. Đó là quyền người ta. Nhưng mà anh Vịnh như vậy, em có cảm giác rất tổn thương, em rất là buồn. Em cảm giác như rằng là mình không có được yêu thương, cho nên là em không có muốn chuyện này. Thì em muốn là anh phải như thế này. Nếu như mà anh không có cố gắng được thì anh hãy cho em một cái giải pháp, tại vì chuyện này nó không thể tiếp tục. Rồi nếu mà anh cần thời gian thì em sẽ đưa cho thời gian cho anh. Rồi mình ra kế hoạch bước 1, bước 2, bước 3. Nếu mà cái này mà nó vẫn vi phạm, mà tới 1 năm sau nó vẫn còn, hay là 6 tháng sau nó vẫn còn, 3 tháng sau vẫn còn, thì em nghĩ là mình nên ngồi nói chuyện cho nó rõ ràng ra. Rồi khi tới nào đó thì bạn ra một cái quyết định mạnh hơn. Thì đó là những cái bước, chứ mình không phải là cứ vịnh là đi gì, vịnh là đi gì. Cái bàn này bạn nghĩ rằng là bạn có một cái món đồ chơi, đồ rất là mắc tiền, nhưng mà bạn bị mất đi, thì từ đó bạn có nỗi sợ về tiền, có thời gian lao vào công việc để có thời gian kiếm nhiều tiền, đâm ra sợ vì mất cái số tiền rất là lớn. Vì sao em lại như thế? Thì rõ ràng là cái vụ mà mất món đồ quý giá đó
nó có ảnh hưởng tới tâm lý của em. Tuy nhiên á, em cần ngồi nhiều thời gian để chiêm nghiệm lại cái đời sống của mình. À, nếu mà mình đi làm nhiều, mình lao vào như vậy á, mình sẽ miss đi những cái thời gian mình có những cái hạnh phúc riêng của bản thân, cái sự thoải mái, cái sự enjoy cuộc sống. À, tại vì bạn biết mỗi ngày bạn đi qua bạn mất ngày đó, bạn đi qua ngày nào bạn mất ngày đó. Nếu mà ngày đó mà bạn không tìm cái niềm vui thoải mái cho mình đó, là bạn sống rất dở rồi. Cái ngày nào đó bạn phải xào cái ngày đó, ngày đó bạn phải tìm niềm vui của mình. Nếu mà không có niềm vui tiệc tùng á, thì nằm dài trên giường và hoặc là ngủ trưa cũng sướng nữa. Ngày đó mình có ngủ giấc ngủ trưa nó sướng quá. Chị mà ngày nào mà chị ở nhà thế nào cũng có nap buổi trưa cho nó sướng, ngủ ngủ là sướng rồi. Rồi ngày nào là xào ngày đó, ngày nào phải có niềm vui của ngày đó, chứ không phải là sống trên cuộc đời này để mệt mỏi. Sống cuộc đời này là để sướng, để được sướng, chứ không phải sống mà để mệt mỏi. Mình làm gì với mục đích là mình được sướng thì bây giờ mình sướng trước đi đã. Mình muốn đọc sách, mình đọc sách, mình muốn coi phim, mình coi phim, mình muốn vẽ tranh, mình vẽ tranh, mình muốn làm cái gì trong ngày vui, mình làm cái gì trong ngày vui. Nhưng mà cái lớn nhất trong ngày là mình học được cái gì. Trong ngày, mỗi ngày bạn phải học cái gì mới, bạn phải đọc một cái gì lạ. Thì khi mà em biết về yêu thương bản thân á, thì nó kéo nhẹ lại cái phần ảnh hưởng tâm lý vừa rồi. Em sẽ biết cân nặng nhẹ. Ok, thì chị sẽ kết thúc cái phần tiếp cuộc sống hôm nay ở đây. Cái chương trình mà ôn bài á, nó ok này. Để chị trả lời cái bạn này. Cái chương trình ôn bài 20 ôn bài thứ hai á, sẽ sau cái chương trình 21 á, sẽ làm trở lại, với là chị sẽ like trở lại. Có một bạn hỏi rằng là sau một thời gian xuôi tay em xóa hết những cái hình ảnh bạn trai cũ, nhưng bạn ấy post lên mạng và đặt điều nói xấu vu khống rồi chặn nick em. Trong trường hợp này em nên làm như thế nào mới hợp lý à? Thì người đó họ đang rất là ghét mình, người đó họ đang rất là thù oán mình, và họ làm cho mình thật là đau đớn, thật là tổn thương, đang trả thù. Tại vì bạn đã làm cho họ đau đớn, tổn thương, không có kém chút nào hết. Thì để cho họ đừng có quá hơn nữa, làm cho bạn tổn thương hơn nữa, khủng khiếp hơn nữa, thì bạn không làm gì hết. Chứ nếu mà bạn làm cái gì đi nữa, người ta cũng nghĩ rằng là bạn gây hấn là số 1, và họ nghĩ rằng cái phản ứng của bạn là tại vì bạn đau, là họ sung sướng. Cho nên á, họ mà chặn nick của bạn á, là rất là sung sướng. Và những cái người nào á, mà thông báo ở bên kia đó, mà cho bạn biết những thông tin là bên kia đang làm gì á, bạn không có nói chuyện với họ nữa. Có nghĩa là những cái người mà nghe ngóng thông tin về mình, cái phản ứng của mình á, nó không có nữa. Thì cái người kia họ làm, họ chán, họ sẽ ngưng. Và cái lớn nhất của em á, là không có nên làm gì thêm. Tại em làm gì thêm nữa thì người ta nghĩ em đang gây hấn thêm, và người ta sẽ làm cho chuyện nó to hơn, nó sẽ làm cho em tổn thương mạnh hơn cho nó đã. Tại vì một trong những cái mà làm cho con người á, thấy thoải mái sống á, là trả thù. Trả thù, mà cái trả thù làm cho họ được sống mà nó sướng. Đó là tâm lý. Bạn đừng nghĩ là con người không có cái ý trả thù, người nào cũng có tính trả thù. Bản thân chị cũng có cái tính trả thù, có nghĩa là mày làm tao đau, tao sẽ làm mày đau. Cho nên khi bạn học cái lớp thăng bằng rồi, mình tổn thương người khác, đương nhiên họ tổn thương mình, đó là cái sự trả thù thôi. Chứ mình nói là đương nhiên họ tổn thương mình là mình đang nói nhẹ nhàng thôi, mình nói dễ thương thôi. Chứ thật ra là nó trả thù mình. Và nó đứa nào đụng tới mình nha, mình cũng trả thù nó. Mình rất sợ, có nghĩa là, nhưng mà cái đó là cái mà con người họ khoái. Họ làm như vậy họ sống nó mới sướng, nó mới thấy hả hê. Nhưng mà nếu mà bạn sống theo kiểu đó thì là oan oan tương báo, có nghĩa là cứ cứ qua vậy qua vậy. Nhưng mà nếu mà bạn là cái người mà có thể là nhìn được cái sự
nhìn xa hơn là thôi kệ nó đi, mình trả thù vậy rồi biết khi nào hai đứa mình mới thôi trả thù, mình cho nó đi, mình thua nó đợt này đi, để mình ngắt cái phòng luẩn quẩn này, mình không có đủ cái thời gian cho nó nữa, rồi bạn ngưng, khi bạn ngưng thì mọi chuyện nó ngưng. Cẩm Tú hỏi mình cái gì đây mà có tìm hiểu một người đàn ông xa, anh đã có đầu tư thời gian công sức tiền bạc, tháng nào em cũng bay sang thăm em 4 5 ngày ở khách sạn để ăn rồi về hơn 5 tháng rồi, nhưng thỉnh thoảng 3 tháng nay không nhắn tin, 3 4 ngày nay không nhắn thì im lặng, anh nhắn biết lỗi và em đã im lặng 2 ngày rồi. À, tới thời điểm này thì nó quá ngắn để gọi là chia tay hay là dừng lại, tại vì nó mới xảy ra có vài bữa nay à, 3 4 ngày nay mà mới nhắn lần thứ hai à, thì em cho một thời gian nữa, à, em quan sát thêm, thời gian quan sát thêm rồi ra quyết định, chứ tại thời điểm này nó ngưng thì quá sớm. Chị ơi, vụ người mẹ dẫn 2 người con từ vẫn dưới sông và có yếu tố trả thù không hay là yêu con quá? À, thường là trả thù, hoặc là người mẹ ở bên Mỹ bắn 2 đầu đứa con chết, à, và bắn mình tự tử chết thì là muốn cho người chồng sống và hối hận. Đó là yếu tố trả thù. À, thường là vậy nha. Thường là vậy, thường mà khi mà họ đấu và cái người kia tổn thương họ quá rồi, họ không còn cái cách gì để mà trả nữa thì cái họ chết và họ dắt 2 đứa con chết để trả thù cho người kia được sống cuộc đời, mày phải dằn vặt, tao chết cho mày dằn vặt, thì đó là cái sự trả thù. Chồng ở nhà mỗi tối cuối tuần và ngày lễ nhưng vẫn có người thứ ba thì người vợ hành xử làm sao, thì em cũng phải đi ra một cái bản kế hoạch. À, là sắp tới là không có chuyện đó, à, không có chuyện người thứ ba, à, à, và cái bước 1, bước 2, bước 3 làm cái gì, nhưng mà bên cạnh đó em vẫn xây dựng hôn nhân, và em cũng nên nhớ, em nhớ coi cái live vừa rồi á, mà chị nói về người thứ ba á, để mình hiểu, để trong cái cách mình nói chuyện á, nó không tổn thương người khác, em phải thay đổi cách nhìn về người thứ ba, mọi người phải thay đổi cách nhìn về người thứ ba. À, thì mình mới hiểu được, mình phải mới cái kiểm soát được cảm xúc. Thì em nên coi cái live vừa rồi kỹ một chút. Ok, thôi, à, chị thấy không có câu hỏi nữa. À, nếu mà rảnh thì mình sẽ trả lời thêm. Bye bye mọi người. Bye các bạn nhé. Gặp lại tuần sau ha. Cứ mọi người cứ nếu mà mình rảnh thì mỗi tuần mình đều làm để chia sẻ thêm cho các bạn. À, bye bye mọi người. Bye Ngọc Anh.